Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị gặp gỡ Thái Lan, tham dự sự kiện có 300 đại biểu đến từ trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay Thái Lan là đối tác thương mại lớn, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Với 19 cặp địa phương kết nghĩa, Việt Nam và Thái Lan là hai nước có số lượng địa phương kết nghĩa nhiều nhất trong các nước thành viên ASEAN. Hội nghị gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng là bước triển khai cụ thể chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027, chiến lược 3 kết nối chuỗi cung ứng, trao đổi kinh doanh ở cấp địa phương và kết nối giữa các chính sách kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh BCG của Thái Lan và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, tạo cơ hội để hai nước cùng nắm bắt những thời cơ phát triển mới trước những thay đổi mang tính thời đại của thế giới, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên cao của mỗi nước.